Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11. Hôm nay cô sẽ ôn tập nội dung của phần kiểm tra giữa kỳ sắp đến. Kéo bước các nội dung như sau. Thứ nhất là hình chiếu. Thứ hai là bản vẽ các khối đa diện. Bài 3 là bản vẽ các khối tròn xoay. Tiếp theo, bài 8 khái niệm hình cắt, bản vẽ chi tiết và cuối cùng là biểu diễn rang. Về bài hình chiếu, cần nhớ các nội dung như sau. Thứ nhất là các mặt phẳng chiếu. Có 3 mặt phẳng chiếu. Mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng nằm là mặt chính diện. Mặt phẳng chiếu bằng là mặt nằm ngang. Mặt phẳng chiếu cạnh là mặt bên phải của mặt phẳng chiếu đứng. Các hình chiếu. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Vị trí các hình chiếu. Hình chiếu đứng nằm bên trái bản vẽ, hình chiếu bằng nằm bên dưới hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng. Dựa vào phân vị trí các hình chiếu, hãy gọi tên các hình chiếu 1, 2, 3. Số 1 là hình chiếu đứng, số 2 là hình chiếu bằng và số 3 là hình chiếu cạnh. Tiếp tục. Hãy gọi tên hình chiếu số 1 và số 2. Số 1 là hình chiếu đứng và số 2 là hình chiếu bằng. Quan sát hình ảnh cho biết gọi tên của hình chiếu 1, 2. 1 là hình chiếu đứng và hình chiếu số 2 đang nằm bên phải của hình chiếu khác thì nó sẽ có tên là hình chiếu cạnh. Nội dung tiếp theo, bản vẽ các khối đa diện. Chúng ta nhớ là về hình lăng trụ đều, khái niệm, hình chiếu. Hình lăng trụ đều, khái niệm là hình được bao bởi hai đáy, là hai hình đa giác đều bằng nhau. Các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. Về hình chiếu của hình lăng trụ đều, hình chiếu đứng có hình dạng là hình chữ nhật, kích thước là A và H. Hình chiếu bằng hình dạng là hình tam giác đều, kích thước A và B. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật kích thước B và H. Trong đó A là chiều dài cạnh đáy, B là chiều cao đáy, H là chiều cao lăng trụ. Về hình chóp đều, khái niệm là hình được bao bởi. Mặt đáy là một hình đa giác đều, các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Hình chiếu của hình chóp đều. Đây là ba hình chiếu của hình chóp đều. Các em hãy gọi tên, dựa vào vị trí, hãy gọi tên hình chiếu, hình dạng và kích thước. Hình số 1, dựa vào vị trí, thì đây là hình chiếu gì? Số 1 là hình chiếu cạnh, hình dạng là tam giác cân, kích thước A và H. Hình số 2 là hình chiếu đứng, hình dạng là tam giác cân, kích thước A, H. Hình số 3 là hình chiếu bằng, hình dạng là hình vuông, kích thước A và A. Trong đó A là chiều dài, H là chiều cao. Bài số 6, bản vẽ các khối tròn xoay. Đây là hình trụ, có hình chiếu đứng, hình dạng là hình chữ nhật, kích thước D và H. Hình chiếu bằng, hình dạng là hình tròn, kích thước là D. Hình chiếu cạnh, hình dạng là chữ nhật, kích thước cũng là D và H. D là đường kính, H là chiều cao. Khi hình trụ được đặt như thế này, như hình vẽ, thì có mặt đáy song song với mặt phẳng chiếu gì? Có mặt đáy là song song với mặt phẳng chiếu bằng. Nên hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống em sẽ thấy được cái đáy. Đáy là hình tròn. Nếu như trường hợp hỏi là nếu đáy của hình trụ đặt song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì? Nếu đáy mà đặt song song với hình chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh sẽ là hình tròn ha. Hình nón. Hình chiếu đứng là hình tam giác cân kích thước DH. Hình chiếu bằng là hình tròn kích thước D. Hình chiếu cạnh là tam giác cân kích thước cũng là DH. Trong đó D là đường kính, H là chiều cao. Hình cầu.
Hình cầu có hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh đều là hình tròn, kích thước là D. Bài số 8, khái niệm hình cắt. Bài số 8 có thêm một cái nội dung nữa là khái niệm bản vẽ kỹ thuật mà chúng ta học ở bài số 1. Hôm nay cô cũng sẽ nhắc lại ha. Khái niệm bản vẽ kỹ thuật là tài liệu trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các ký hiệu theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỷ lệ. Khái niệm hình cắt. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt. Công dụng của hình cắt để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Lưu ý, phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua có kẽ những đoạn gạch gạch. Thì như trong hình, đây là hình cắt ở vị trí của hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh. Bài số 9, bản vẽ chi tiết. Nội dung bản vẽ chi tiết gồm có các nội dung, khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết. Đọc theo trình tự thứ nhất là khung tên, thứ hai hình biểu diễn, thứ ba là kích thước, thứ bốn yêu cầu kỹ thuật và thứ năm là tổng hợp. Bài 11, biểu diễn ren. Quy ước vẽ, hình bên trên là ren ngoài, hình bên dưới là ren trong. Thế thì quy ước vẽ ren ngoài là đường đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm bên ngoài, đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh bên trong, đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm, vòng đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm bên ngoài, vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh bên trong và vẽ 3/4 vòng tròn. Quy ước vẽ ren trong hình bên dưới, đường đỉnh ren cũng vẽ bằng nét liền đậm và bên trong, đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh bên ngoài, đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm, vòng đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm bên trong, vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh bên ngoài, cũng vẽ 3/4 vòng tròn. Quy ước vẽ ren ngoài và ren trong có điểm nào giống nhau? Đều, đường nét thì giống nhau, nét vẽ hoàn toàn giống nhau. Khác nhau đó chính là vị trí. Nếu ren ngoài thì đỉnh ren nằm bên ngoài, ren trong thì đỉnh ren nằm bên trong. Trường hợp tiếp theo, ren bị che khuất, thì đường đỉnh ren, đường chân ren, đường giới hạn ren vẽ bằng nét đứt. Vòng đỉnh ren, vòng chân ren vẽ giống quy ước của ren trong. Ở trường hợp hình 11.6, ren bị che khuất, nó là ren trong ha. Nhưng mà ở đây trường hợp này người ta đang vẽ đó là hình chiếu. Do khi vẽ hình chiếu thì đường đỉnh ren, đường chân ren, đường giới hạn ren bị che khuất nên vẽ bằng nét đứt. Cô vừa trình bày xong nội dung phần ôn tập để chuẩn bị cho phần kiểm tra giữa kỳ sắp đến. Chúc các em làm bài đạt điểm cao. Mến chào các em.